Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong video buổi tối ngày mùng 2 tháng 9 năm 2022. Và bây giờ là 21 giờ. Và để mở đầu video trong buổi tối ngày hôm nay, Tường Vũ Channel xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn được nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Chúng ta có những ngày nghỉ lễ thật ấm áp và vui vẻ bên gia đình. Phía trước màn hình của cô chú anh chị và các bạn là đại lộ Lê Lợi hướng về bên công trường Quách Thị Trang. Trong buổi tối hôm nay thì Tường Vũ Channel kính mời tất cả cô chú anh chị và các bạn trong và ngoài nước chúng ta đi nhìn ngắm phố xá trung tâm Sài Gòn về đêm, đặc biệt là đêm mừng ngày Quốc Khánh ngày 2 tháng 9 năm nay, ngày 2 tháng 9 năm 1945 và ngày 2 tháng 9 năm 2022. Phía trước màn hình của chúng ta thấy đại lộ Lê Lợi hôm nay rất đông du khách đến để vui chơi. Và bên phía tay phải màn hình của chúng ta là khách sạn Red, khách sạn 5 sao. Mình sẽ xuất phát từ vị trí đài sen phun nước là bùng binh cây liễu năm xưa, bùng binh bồn kèn các bạn. Ngày hôm nay nhìn chung thì phố xá trung tâm Sài Gòn trên phố đi bộ Nguyễn Huệ rất đông mọi người đến đây để mà vui chơi trong đêm lễ Quốc Khánh ngày 2 tháng 9 năm nay. Theo hướng màn hình của chúng ta nhìn thẳng về bên Ủy ban Nhân dân thành phố ha. Thời tiết tại Sài Gòn vừa đổ một cơn mưa, tuy nhiên giờ đã rất đẹp, rất thuận lợi cho mọi người để vui chơi trong đêm ngày hôm nay. Mình sẽ xuất phát từ vị trí bùng binh cây liễu năm xưa để đi về bên công viên bến Bạch Đằng. Chúng ta thấy phía trước màn hình có rất đông người, hàng trăm hàng nghìn người đang tập trung về đại lộ Lê Lợi cũng như là công viên bến Bạch Đằng. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển và bắt đầu xuất phát từ phố đi bộ Nguyễn Huệ này để chúng ta đi về bên công viên bến Bạch Đằng ha. Phải nói rằng phố đi bộ Nguyễn Huệ những đêm cuối tuần, đặc biệt là các ngày lễ lớn trong nước thì tập trung thu hút nhiều bạn trẻ. Trên 90% là những bạn trẻ đến đây để vui chơi cùng gia đình và bạn bè các bạn. Song song với các hoạt động văn nghệ được tổ chức vào ngày mùng 2 tháng 9 năm nay thì ở các trung tâm thương mại cũng như là những nơi vui chơi giải trí đều thu hút rất là nhiều bạn trẻ đến để mà vui chơi trong từ sáng cho đến tối luôn các bạn. Và dự báo thì trong đêm ngày hôm nay sẽ có rất đông mọi người tập trung ở trên các đại lộ chính, đại lộ Lê Lợi, đại lộ Nguyễn Huệ và cũng như công viên bến Bạch Đằng. Ở phía trước màn hình của chúng ta có một sân khấu đang diễn ra chương trình tổ chức văn nghệ các bạn. Chào mừng ngày Quốc Khánh năm nay. Cũng rất là vui bởi vì thời tiết hiện giờ đã không còn mưa cho nên mọi người đi vui chơi rất là vui các bạn. Chuyển về bên công viên bến Bạch Đằng để cập nhật những hình ảnh vào lúc 21 giờ. Bây giờ là hơn 21 giờ rồi các bạn. Dòng người đang tất bật hối hả phủ kín trên các trục đường này các bạn. Đông quá. Bên cạnh những khách du lịch người Sài Gòn thì còn có những vị khách nước ngoài.
chúng ta đang có mặt trên phố đi bộ Nguyễn Huệ hướng về bên công viên bến Bạch Đằng các bạn. Chắc có lẽ đêm ngày hôm nay thì công viên bến Bạch Đằng sẽ chặt kín người luôn. Lúc nãy thì do có một chương trình tổ chức văn nghệ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ trong đêm ngày hôm nay cho nên rất là đông luôn các bạn. Và bây giờ thì mình đang di chuyển về bên công viên bến Bạch Đằng để cập nhật những hình ảnh trực tiếp trong buổi tối ngày hôm nay để gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì phố đi bộ Nguyễn Huệ cấm tất cả các loại xe đi vào bên trong, chỉ dành cho người đi bộ thôi. Lực lượng cảnh sát, rồi cảnh sát giao thông, thanh niên xung phong, rồi công an phường đang tất bật để mà giữ trật tự an ninh cho mọi người. Đông quá các bạn, đông ngạt người luôn. Mình sẽ đổ về bên công viên bến Bạch Đằng để cập nhật hình ảnh mới nhất trong buổi tối ngày hôm nay ha. Xe hơi xe máy đậu tại khu vực này rất nhiều và ở đây có cảnh sát giao thông. Hàng trăm phần trăm người đang đổ về công viên bến Bạch Đằng trong đêm ngày hôm nay các bạn. Đây là các cảnh sát giao thông nè. Đây là đường Tôn Đức Thắng hướng từ bên cầu Thủ Thiêm về bên cầu Khánh Hội các bạn. Hướng từ quận 1 về bên quận 4. Và như phía trước màn hình của chúng ta thấy, hàng trăm người đang di chuyển trên đường Tôn Đức Thắng. Mình sẽ đi sang bên đường để cập nhật hình ảnh công viên bến Bạch Đằng trong buổi tối ngày hôm nay ha. Ở đây phải có cảnh sát giao thông hỗ trợ mới chúng ta mới có thể đi bộ qua được. Hàng ngàn phương tiện đang đổ về bên đường Tôn Đức Thắng trong buổi tối hôm nay. Bây giờ là 21 giờ 15 phút là hơn rồi các bạn. Tại cái lên dành cho người đi bộ ở đây có cái vạch màu đỏ, các bạn, sơn màu đỏ. Tuy nhiên tại đây thì thấy không có cái đèn cảnh báo để đi bộ qua cho nên đây các bạn, hiện tại thì mình đã sang được bên hướng của công viên bến Bạch Đằng rồi. Phía trước màn hình của chúng ta là tòa nhà AFC One Sài Gòn.
Đây là những hình ảnh ở tại đường Tôn Đức Thắng hướng từ cầu Khánh Hội về bên quận 4 các bạn. Phía trước bên kia đã xảy ra sự cố về giao thông rồi. Phải nói trong buổi tối ngày hôm nay có hàng trăm, hàng nghìn người đang di chuyển về bên phố đi bộ Nguyễn Huệ các bạn. Tại khu vực cầu Khánh Hội đổ xuống thì phải nói rất là đông luôn các bạn. Dòng người đang tất bật từ trên cầu Khánh Hội quận 4 đổ về bên đường Tôn Đức Thắng quận 1 Sài Gòn. Chúng ta sẽ đi một vòng ở tại công viên Bến Bạch Đằng trong buổi tối hôm nay để gửi đến cho quý vị và các bạn tại các cái vạch dành cho người đi bộ này. Phải có cảnh sát giao thông hỗ trợ thì người đi bộ mới có thể qua đường được các bạn. Quá đông luôn, phải nói đông 100% người các bạn. Tòa nhà AFC One Sài Gòn cùng Phủ Điệu để mà chào mừng ngày Quốc Khánh ngày 2/9 năm nay. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển ở trên công viên Bến Bạch Đằng buổi tối hôm nay nha cô chú anh chị và các bạn. Nói trong đêm ngày hôm nay trung tâm phố xá Sài Gòn náo nhiệt luôn các bạn, thật sự náo nhiệt. Cập nhật nhanh ở trong công viên Bến Bạch Đằng để gửi đến cho quý vị và các bạn. Cảnh sát hú còi liên tục các bạn, đây có cảnh sát giao thông ha. Thời tiết trong buổi tối hôm nay rất lý tưởng luôn.
Từ Vũ Channel cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã ủng hộ kênh YouTube Từ Vũ Channel. Rất mong nhận được sự yêu mến ủng hộ của tất cả quý vị và các bạn. Xe trật tự của công an quận 1 đang dẹp xe đậu dưới lòng lề đường các bạn. Có nghĩa là những xe mà đậu trên lòng đường này sẽ được đuổi đi các bạn, không cho phép dừng đổ trên lòng lề đường này. Quá đông luôn các bạn. Hôm nay Từ Vũ Channel sẽ cập nhật tình hình ở tại phố xá trung tâm Sài Gòn đêm lễ hội Quốc Khánh ngày 2 tháng 9 năm nay. Chúng ta thấy có hàng ngàn người đang đổ dồn về công viên Bến Bạch Đằng. Đây người ta có trang trí các cái hình ảnh về lễ hội để gửi đến cho người dân Sài Gòn có được một cái ngày lễ hội Tết hạnh phúc luôn các bạn. Phía đường Tôn Đức Thắng từ cầu Khánh Hội về đến khu vực cầu Thủ Thiêm 2 rất là đông xe luôn. Lực lượng bảo vệ, lực lượng trật tự đô thị quận 1, rồi cảnh sát giao thông. Đây là phía bên trong của công viên Bạch Đằng trong buổi tối ngày hôm nay các bạn. Phải nói rằng Sài Gòn đang tưng bừng chào đón lễ hội Quốc Khánh ngày 2 tháng 9 năm nay. Đoạn đường Tôn Đức Thắng về cho đến cầu Thủ Thiêm 2 luôn các bạn, đông nghẹt xe luôn. Chúng ta đi dạo một vòng ở đây rồi mình sẽ kết thúc cái video trong buổi tối ngày hôm nay ha. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã ủng hộ kênh YouTube cũng như có những lời động viên góp ý chân thành đến kênh YouTube Tường Vũ Channel. Phía bên trong công viên cũng đông và phía bên ngoài đường Tôn Đức Thắng thì cũng chật kín người các bạn. Có những người dậm lên bãi cỏ như này thì nó hư hết cỏ luôn. Ở đây có những cái bảng thông báo là không được đi trên cỏ các bạn, không được dậm trên cỏ. Tuy nhiên thì chúng ta thấy có một số người họ đi trên cỏ luôn. Đây là toàn quang cảnh ở tại phố xá trung tâm xung quanh công viên Bến Bạch Đằng như là đường Tôn Đức Thắng rồi một số khu vực khác các bạn.
phố đi bộ Nguyễn Huệ, đại lộ Lê Lợi. Ở đây có cảnh sát giao thông hết nè các bạn. Ở đây không có cái lối đi dành cho người đi bộ cho nên không biết là chúng ta sẽ đi qua làm sao đây. Bạn thấy không? Quá đông luôn các bạn. Đông nghịt người luôn. Đường Tôn Đức Thắng các bạn. Đi mép đường này để cập nhật cho mọi người xem. Quá đông luôn. Đây là mình đang đi dọc theo hành lang của người đi bộ trên đường Tôn Đức Thắng hướng về bên ngã ba Nguyễn Huệ các bạn. Chặt kín người luôn các bạn. Chiều ngược lại cũng vậy các bạn, hai chiều, chiều nào cũng đông hết. Và có lẽ những hình ảnh vừa rồi cũng đã tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.